Chuyên mục khuyến nông xin chào bà con nông dân và các bạn. Thưa bà con và các bạn, nuôi ong vốn đầu tư không lớn, không tốn nhiều diện tích, không tốn nhiều nhân lực lao động nhưng mang lại nguồn thu nhập khá cho người nông dân. Mục nhà nông cần biết hôm nay, chúng tôi xin khuyến cáo bà con và các bạn một số điều cần lưu ý trong quản lý đàn ong mật vụ xuân hè. Tiếp đó, mục kiến thức nhà nông sẽ giúp bà con tìm hiểu về bệnh khảm lá sắn và biện pháp phòng trừ. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Ở miền Bắc, vụ xuân hè là khoảng thời gian có nhiều nguồn hoa dồi dào và phong phú nhất như cam, bưởi, xoài, vải, nhãn, bạch đàn, các loại hoa rừng kéo dài hơn 3 tháng. Do vậy, đây là vụ thu mật quan trọng nhất trong năm. Người nuôi ong cần áp dụng một số biện pháp kỹ thuật để vừa thu được nguồn mật tối đa, vừa đảm bảo cho đàn ong phát triển, chuẩn bị thu vụ mật sau. Tuy nhiên, do một số hộ nuôi ong có kỹ thuật và quản lý đàn ong còn nhiều hạn chế, nên năng suất mật còn thấp. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý trong quản lý đàn ong vụ xuân hè để đạt năng suất mật cao nhất. Khôi phục đàn ong đầu vụ. Do trong mùa đông nhiệt độ xuống thấp ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của đàn ong nên số ong thợ giảm nhiều. Muốn thu được lượng mật trong vụ xuân hè nhiều nhất thì người nuôi ong cần can thiệp để đầu vụ có đàn ong khỏe mạnh, có ong chúa đẻ nhiều trứng, số lượng ấu trùng ong thợ nhiều. Phải bảo vệ đàn ong trước sự tấn công của ong rừng, chuồn chuồn và một số côn trùng khác. Khi mình vào cái vụ mật chính vụ thì cái lượng quân nó phải đông để làm sao đánh mật nó năng suất trong cái thời gian mà ta chuẩn bị đánh mật thì ta phải cố gắng ta đẩy cái lượng cầu lên. Ví dụ như đàn ong 3 cầu hay là 2 cầu ở cái thời điểm mà trước khi mình khai thác mật đấy thì mình muốn đẩy lên được thành 3 hay là thành 4 thì mình phải chăn siro đường để làm sao kích thích cho nó lên cầu nhanh nhất có thể để kịp vào vụ mật. Và bắt buộc khi mà vào vụ mật quân phải cực kỳ đông thì mình khai thác mật bao giờ cũng sẽ năng suất và hiệu quả hơn. Việc điều tiết số lượng ong trong đàn có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi vậy, không nên để ong phát triển một cách tự do mà phải có sự tác động điều chỉnh để có điểm rơi tốt nhất vào vụ khai thác mật. Khi mà chưa vào vụ mật mà quân mà quá đông quá so với cái thời điểm khai thác mật thì sẽ dẫn đến cái hiện tượng ong bị chia đàn. Khi trước khi vụ mật đến mình để quân nhưng mà làm sao để nó giãn lượng quân ra, quân vừa phải thôi, chỉ đông khi mà vào vụ nhãn thôi. Thì mình khai thác mật bao giờ nó sẽ hiệu quả hơn và nó sẽ tránh được cái tình trạng chia đàn. Để tránh ong chia đàn không theo ý muốn của người nuôi ong, một thủ thuật quan trọng nên áp dụng đó là cắt cánh ong chúa để tránh ong bay xa. Muốn hạn chế vấn đề chia đàn cho bà con thì đối với những cái đàn ong nào mà chuẩn bị vào cái vụ mật vải và mật nhãn ấy mà thấy đàn ong nó tốt mà nó chủ động nó xây ong đực và nó xây mũ chúa thì chúng ta lên cắt cánh chúa đi. Cắt cánh chúa để làm gì? Cắt cánh chúa để tránh cái tình trạng mà ong bị bay. Thì nó bay ở gần ngay vị trí gần cửa tổ thôi. Và xung quanh vườn nhà mình thôi, nó không bị bay đi xa. Thì mình sẽ không bị mất cái đàn ong đó và không bị thiệt hại về kinh tế. Và khi mình cắt cánh chúa thì không may mà con cóc hay là con gà nó mổ bên trong vườn ấy. Nó mổ mất chết con chúa thì đàn ong nó thu quân về. Nó thu quân về tổ cũ, nghĩa là không bị mất cái đàn ong đó. Đó, nghĩa là trong cái quá trình mình khai thác mật thì mình nên cắt cánh chúa đi. Khi mà chúa đã đi giao phối về thành công. Một điều băn khoăn của người nuôi ong đó là khi cắt cánh ong chúa để chống chia đàn thì có ảnh hưởng gì đến ong chúa không? Thực tế cho thấy, sau khi cắt cánh, ong chúa vẫn sinh sản bình thường. Tuy nhiên, các chuyên gia nuôi ong lưu ý, thủ thuật cắt cánh cần được thực hiện một cách hợp lý, đó là không cắt vào phần cứng của cánh. Cắt cánh chúa không ảnh hưởng gì đến ong chúa ấy. Tất cả những con chúa khi mà đã đi giao phối về rồi, mình lên cắt cánh, cắt làm sao cắt khéo, đừng có vào phần cứng của con chúa là được. Chúa đẻ tốt hay đẻ khỏe thì nó phụ thuộc vào trong cái quá trình giao cấu với ong đực, nghĩa là nó đi thụ tinh, giao phối càng nhiều với ong đực thì con chúa đó đẻ được sẽ càng nhiều, nghĩa là nó chứa được cái tinh từ con ong đực. Thì khi mỗi lần nó đẻ ra thì lên ra con ong thợ thì là con chúa nó sẽ thụ tinh vào, nó sẽ bơm tinh trùng vào. Còn những cái trứng nào mà không được thụ tinh ấy, thì sẽ ra ong đực. Và khi đàn ong mà có biểu hiện xây mũ chúa hay là đắp ong đực thì mình nên cắt cánh chúa đi và mình có thể là mình sẽ phải quay phá, mình dọn cắt ong đực
vặt mũ chúa. Trong trường hợp trước vụ mật, việc chia đàn của đàn ong hợp lý thì người nuôi ong chủ động áp dụng kỹ thuật chia đàn. Khi mà đàn ong đã có nhu cầu muốn chia đàn rồi, trước vụ mật thì mình chia đàn ra cho nó. Ví dụ như đàn ong mà 4 cầu thì mình sẽ chia ra tỷ lệ là 1-3, nghĩa là một bên 3 cầu kèm theo một cái mũ chúa và một bên 1 cầu kèm theo con chúa. Và sau này mình có thể là khi mà con chúa của đàn 3 cầu mà nó phối thành công, mình có thể mình nhập lại cái đàn 1 cầu ấy vào với đàn 3 cầu cho nó lên thành 4. Và đàn 1 cầu ấy thì mình có thể mình không sử dụng con chúa đó, thì mình sẽ bóp bỏ con chúa đi. Đấy, bóp bỏ con chúa cũ đi. Đấy, không thì mình có thể là ví dụ như đàn 5 cầu, một bên mình chia 3 cầu, một bên mình chia 3 cầu, một bên mình chia 2 cầu, thì bên 2 cầu là có chúa cũ thì mình có thể lao thêm một cầu chân tầng mới vào để ép lên thành 3 cầu. Và một đàn 3 cầu thì mình có thể là cấy cái mũ chúa vào để cho nó sinh ra con chúa mới. Như vậy nuôi ong không khó, nhưng cái khó là có sự tác động bằng khoa học kỹ thuật để điều chỉnh sự sinh sản, phát triển của đàn ong để khi vào vụ mật, đàn ong có kiếm được nhiều mật nhất trong vụ hoa xuân hè, khoảng thời gian có nhiều nguồn hoa dồi dào và phong phú nhất như cam, bưởi, xoài, vải, nhãn, bạch đàn, các loại hoa rừng. Bệnh khảm lá sắn do một loại virus gây ra và có thể lây nhiễm từ cây bệnh sang cây khỏe bởi môi giới truyền bệnh là bọ phấn trắng. Bọ phấn trắng trưởng thành rất nhỏ, chỉ dài 0,75 đến 1,4 mm, sải cánh dài 1,1 đến 2 mm. Hai đôi cánh trước và sau dài bằng nhau. Toàn thân và cánh được phủ bởi một lớp phấn màu trắng. Mắt kép có một rãnh ngang chia thành hai phần, gần giống hình số 8. Râu đầu có 6 đốt, chân dài và mảnh, bụng có 9 đốt. Hai ấu trùng màu vàng nhạt khi mới nở có chân bò dưới mặt lá rồi ở cố định một chỗ dưới mặt lá. Sau khi lột xác chuyển sang tuổi 2 thì sâu non không còn chân, có thể nhìn rõ mắt kép và râu đầu. Cả ấu trùng và thành trùng đều chích hút nhựa cây làm chết mô lá và tiết nước bọt, làm lan truyền mầm bệnh, đặc biệt là virus gây bệnh khảm lá sắn. Để chủ động phòng chống kịp thời bệnh lây lan và gây hại nặng, các địa phương và bà con nông dân trồng sắn cần nắm rõ được triệu chứng, biểu hiện bệnh để điều tra phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời. Cái triệu chứng quan sát trên đồng ruộng thì cũng dễ thôi, tức là chúng ta thấy đầu tiên là cả cái lá non là bị săn loại và trên cả cái lá non cũng như lá bánh tẻ hoặc là da thì bắt đầu xuất hiện các cái đồ chấm màu vàng nhạt. Đấy, nên từ cái chấm đó người ta gọi là khảm. Bà con chúng ta mà sau khi trồng sắn mọc mầm, bắt đầu nhú mầm trên đồng ruộng khoảng chừng là vài một lá, hai lá, ba lá là bắt đầu có thể quan sát được các lá non bị xoắn và cái hiện tượng các cái lá bị có các cái chấm loãng lộ màu vàng nhạt trên đó, thì đấy là hiện tượng là triệu chứng của điển hình của cái bệnh khảm lá sắn. Sắn trong khoảng được hơn một tháng, tháng rưỡi đến hai tháng bắt đầu nó hình thành cái tiết củ ấy, thì chúng ta phân biệt rất rõ những tay nhổ những cây mà không bị bệnh thì chúng ta thấy là bắt đầu có hình thành rễ củ và số lượng rễ củ rất nhiều, còn những cây bị bệnh mà bị nhẹ hoặc là thì nó có một vài rễ cũ nhưng mà rất ít mà nhỏ, còn những cây nó bị nặng thì hầu như là chỉ có vài cái rễ gọi là rễ để hút dinh dưỡng nhỏ nhỏ thôi chứ không có rễ cũ. Thì đấy là nó cái này thì nó ảnh hưởng rất rất lớn, tức là có những vùng là không có thu hoạch, còn những vùng mà bị nhẹ hơn thì có thể cho thu hoạch nhưng năng suất rất giảm và chất lượng cái trữ lượng tinh bột trong đó cũng giảm rất nhiều. Như vậy triệu chứng đặc trưng dễ nhận biết của bệnh khảm lá sắn là khảm vàng loang lổ trên lá, mức độ hại nhẹ là không bị biến dạng hoặc biến dạng nhẹ, mức độ hại nặng làm cho lá sắn xoăn, cong queo, nhăn nhúm. Hom giống lấy từ cây sắn bị bệnh khi mọc mầm sẽ biểu hiện bệnh ngay mà không cho thu hoạch. Khi cây sắn còn non bị nhiễm virus cũng không cho thu hoạch. Cây sắn đã lớn mới nhiễm virus vẫn biểu hiện bệnh nhưng nhẹ hơn, làm năng suất chất lượng giảm. Triệu chứng bệnh xuất hiện ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây sắn, từ 2 tháng tuổi trở đi, cho thấy virus lây nhiễm từ khi cây sắn còn non. Chuyên mục khuyến nông hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu thông tin giải đáp xin gửi về Phòng Thông tin Tuyên truyền và Đào tạo Trung tâm Khuyến nông, số 23 Phạm Bội Châu, thành phố Thanh Hóa, điện thoại 02373712050. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.